Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên Chư Tôn Đức, quý Sư Trưởng, quý Ni Sư và Chư Hiền Trí Phật Tử. Hôm nay có đủ duyên lành Thầy về đây để dạy cho chúng con tu theo Đạo Tràng Ni Ca Gia, cũng là một điều tốt quý cho chúng con có đủ cái duyên phước để đi tìm trên con đường hướng thượng. Và con cũng xin kính bạch với Sư Phụ là từ lâu rồi không gặp được Sư Phụ. Có lần con gặp con cũng dâng chào, rồi con không biết là con bệnh con có hết được không, thì sợ là không gặp được Sư Phụ nữa, cho nên lần đó con mới khóc. Nhưng mà con đã bị đường là 9 năm rồi, nó bị biến chứng, thì con nghĩ con sẽ chết chứ không sống để đi ra ngoài gặp Sư Phụ với té nữa. Rồi con cũng ráng, con bò lên đây con ngồi thiền, nhưng mà con ngồi như vậy nè chứ con không xếp bằng được. Thì con có nói với con là con bị mắt hết thấy đường rồi. Rồi bác sĩ nói là con bị run nhảy, là tim là con mệt, con thông kinh không nổi đó, đọc lầm thầm các bạn. Rồi con nhức, con cũng đầu 7-8 chứng bệnh vậy đó. Thì con ngồi tu gì, thì con nghĩ là đó ngồi kiết già mà còn không có được cái gì. Bây giờ con ngồi gì giống như là con ghiền thiền quá, ngồi vậy thôi, chứ không thể nào là con được cái gì hết. Như con cái bất ngờ là Phật Pháp nhiệm màu, con tự thấy là thân mình thanh tịnh thì sẽ được kết quả tốt. Cái khi mà con ngồi được thì con nó vô, nó chở con đi trị bệnh. Thì con nói sao tự nhiên cô thấy đường rồi, cái con tụng kinh rồi con tu, con đi đâu làm đâu được. Cái nó nói thôi giờ chở qua Cần Thơ đặng trị cái bệnh run nhảy. Thì vài bữa nó thôi để qua gặm bảy đi, rồi đi gặm tới Lô Bu. Thì qua gặm nó vô, nó lấy xe vô chở, thì con cũng hết mệt luôn. Rồi con bị khớp là cái tay con nắm là vậy, là phải nắm kéo ra, không bác sĩ nào chỉ hết, con phải đi qua tới bên Chợ Lách. Một lần lấy thuốc vậy là cũng gần chịu, nhưng mà mấy đứa con đứa lấy anh chiếm. Cái bữa nó qua nó nói cô ơi sao không gài, cô không kêu con đi lấy thuốc nữa. Cái con nói ủa sao tự nhiên cô quên, nó không gài gần tháng này cô không uống thuốc nào, còn cái thỉnh chóng á mà hết nhất, giống như là bưng cái cục đá trong mình con mà thảy ra vậy đó. Thì con mới có cái niềm tin với Ni Ca Gia là vững bền, là tuyệt đối. Là con tu tới giờ là mỗi buổi là chiều là 5 giờ con lên, tới 7 giờ 7 mấy con xuống. Rồi sáng thì 4 giờ mà tới 6 giờ. Thì con thấy cái niềm tin ở trong lòng con đối với Phật Pháp, đối với Sư Phụ. Hồi xưa mà con đi tu gần 30 năm rồi. Tới con chết là con như cái người mà học lớp 12 mà không có chuyên ngành vậy đó. Con không hiểu gì về kinh này kia, không có biết, mù mờ, không có biết giảng cho Phật tử nghe. Cái từ lúc con đi ra ngoài thầy, rồi con bệnh con ở chùa, rồi thầy gửi kinh về cho con. Nhưng mà Phật thì cũng ban cho con được phước lành với cái duyên đâu, nhiều đời con học tới đâu con thuộc. Bằng đêm mà con lên con nghe thầy giải ở trong trường Phật học, và mấy thầy cái câu mà cái tâm ở đâu đó, mấy thầy trả lời chưa rồi chứ con thuộc có hết rồi. Mà con thấy mấy thầy trả lời không có đúng, con mừng hết sức vậy đó. Rồi từ đó con cố gắng con tu, thì con thấy con trong mình có 7-8 chứng bệnh. Con thấy giờ nó giảm nhiều, con ăn đồ chua rồi được chút đỉnh, rồi hồi xưa là bao tử dữ lắm. Cho nên con bữa nay con thầy về là cái niềm hân hoan trong lòng con rất là vui. Tại chân con nó yếu thì con không biết là con có đi mãi được không, nhưng mà chắc năm hay năm mấy tháng đó con đi, tại mấy chú với cô cũng hứa đi với con cũng nhiều vậy đó. Thì con không biết nói gì hơn là ngoài cái tri ân, con cũng thành kính với Tam Bảo và tri ân cái ân đức của thầy đã dạy dỗ cho con. Và con cũng có thành tâm để con nghe trong kinh, trong địa thêm,
rồi con học mà nhờ anh vậy mà bát chánh đạo tứ chánh cần rồi trong tứ niệm xứ rồi con thuộc hết. Con như bây giờ là Phật tử là chùa là con giảng con nói là con không có ngại nữa. Con đã nắm bắt được, con đã là thấy nó rõ ràng hết rồi. Ở trong ngũ uẩn rồi con giảng được hết. Dạ, con có niềm tin dữ lắm, thầy về là con mừng dữ lắm, nói thiệt. Bệnh tật thì bây giờ cái giò con còn yếu nhưng mà trong mình nó nhẹ dữ lắm. Nó không còn nhức mỏi gì chứ. Thì bữa nay thì con cũng yếu rồi bệnh rồi già, với cái lòng tri ân tha thiết. Con xin kính lễ Phật và Hồng Tam Bảo rồi. Con cũng thành kính để kính lễ thầy, vì không biết con tuổi già sức yếu rồi con có tới để con biết rằng cái lại nó cũng không được gì cho thầy. Như cái lòng thành kính của con đã hết bệnh, giờ trong tâm con tin tưởng thầy là một vị thầy dắt Phật tử lên con đường hướng thượng giải thoát. Chính bản thân con giờ là con buông bỏ, ai cúng kiến hay cái gì trong chùa hư hao con không mang hết. Khi mấy bà già lại cúng nhiều con cũng trả lại nữa. Con nghĩ mình không ăn nhiều rồi con nó nuôi được vậy, cho nên con tha thiết con tu, chứ ngoài cái tu là không còn nghĩ đi đám đi tiệc hay làm một cái chuyện gì nữa. Nhưng mà con chắc là phải giao cái chùa, con phải giao cái chùa lại để con yên tâm tu, chứ không thế nào con ôm ấp gì hoài được mà cứ không nổi sư phụ ơi. Thì con cho con lại sư phụ để con đền cái ơn này, chứ không biết nào con đạt được nữa. Con coi trong nhiêu tiếng rồi á, trong nhiêu tích rồi con quyện lại, con đi con lại cho cô hoài trong đó. Rồi vậy là bả mắc bệnh mà nó có những cái pháp thiền tại cái phòng vậy đó. Là biết là có được thiền. Rồi có cô Tư ơi, có cô này cô cũng ngồi với con, cô cũng hết bệnh đó. Để con kêu cô lên. Lên. Lên quỷ đây nè, tại cô quỷ không được, cô đắp bi không được. Làm sao đó bệnh hoạn hết, làm sao đó cũng nhờ cái pháp tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ thầy. Dạ, kêu đại đức quý thần ni. Chư đại đức quý thần ni con chưa. Chư thiền chí. Chư thiền chí Phật tử. Con bệnh hoạn con ngồi sao hết. Con bệnh hoạn con nhức mỏi với con mệt. Con nhờ cô chỉ dẫn cho con. Rồi bây giờ con khỏe rồi. Nó hết mệt mà nó hết nhức nữa. Con mừng được rồi. Cũng nhờ cái đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trời lễ thầy. Con đi không nổi luôn á. Đi không nổi luôn. Giờ con nói chặt một bình là được. Rồi cô Liên. Cho cô một con tay. Cũng nhờ vậy con cũng hướng dẫn được nhiều vậy hết bệnh chứ cũng yên tâm. Nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý con đức tăng ni, con kính bạch quý sư cô cùng quý Phật tử. Con là Phật tử ở chùa Long Môn. Sư cô của con là thầy, bậc thầy của con là sư cô Hiền. Con nhận thấy từ khi mà sư cô của con á tu theo dòng pháp Nikaya của thầy chỉ dạy, sư cô của con á tu rất là tinh tấn, được khỏe mạnh. Bệnh tật của sư cô của con á rất là nhiều, nhưng mà con nghĩ á đây là tấm lòng chân thật của con. Thuốc men á thì có thể là chữa được phần nào thôi, nhưng con nghĩ pháp Phật nhiệm màu thì nó nhiều hơn hết. Và sư cô của con cũng có chỉ bảo cho con cũng tu theo dòng pháp của cô. Con bệnh nhiều lắm thầy ơi, con rất là bệnh mà ở đây con không muốn trình bày,
con bệnh có thể là con ngồi đây chứ con ngã ra đây con chết liền đó. Nhưng mà con tu theo dòng pháp của sư cô của con thấy con khỏe mạnh nhiều lắm. Bây giờ con không có uống thuốc nữa. Nhưng mà con cũng được đến chùa bình thường. Rồi việc nhà con cũng hoàn thành bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Con kính mong quý sư thầy cũng hướng dẫn cái dòng pháp tu Nikaya này cho đạo tràng của chúng con, để cho sư cô của chúng con cùng các Phật tử của chúng con ở đạo tràng này được tu hành theo dòng pháp ấy, và cũng được pháp Phật nhiệm màu và giúp cho chúng con mọi sự được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cùng nhau niệm danh hiệu Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiền trí. Vừa rồi chúng con được nghe trình bày với cả tấm lòng chân thành, cả tấm lòng cung kính đối với Tam Bảo, chúng con cũng rất là xúc động trước cái đạo tình, trước cái tâm chân thành, lòng quý kính chánh pháp của ni sư trụ trì cũng như các Phật tử hiền trí trong đạo tràng chùa Long Môn. Chúng ta hoan hỷ không ạ? Mình tu có rất nhiều lợi ích, mình tu có rất nhiều sự bình an, mình tu có rất nhiều hạnh phúc, mình tu có rất nhiều niềm vui. Mình tu đúng chánh pháp sẽ có nhiều sự yêu thương, có nhiều sự cảm thông, có nhiều sự tha thứ. Mình tu đúng chánh pháp, mình sẽ làm lợi mình, lợi người, độ được mình, độ được người. Mình tu đúng chánh pháp, mình sẽ lan tỏa được tình thương. Mình sống có hiếu thảo, sống có nghĩa tình, sống có nhân hậu, sống có đức hạnh. Lời dạy của Đức Phật tuy là gần 26 thế kỷ, nhưng những cái giá trị, những lợi ích, những cái hiệu quả Thế Tôn gọi là thiết thực hiện tại, không có thời gian, có hiệu quả tức thì, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Nếu một người đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính tin tưởng Đức Thế Tôn với một cái lòng tin chân chánh chánh tín, sau khi đã hiểu được Đức Phật, hiểu được chánh pháp, hiểu được chúng tăng, họ trì giữ gìn các thánh giới của Đức Phật, thì người này tiến thẳng tới chánh giác. Người này sẽ được dòng pháp đưa người này về phía trước, không bao giờ lùi lại ở trong những cái sầu bi khổ u não. Và bản thân của ni sư trụ trì là một tấm gương để chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên là do ni sư đã có cái công đức tu hành bao nhiêu năm, rồi bây giờ gặp được chánh pháp nữa, thì khi mà một người á gặp được đúng
đúng pháp, giống như là mình bệnh mà mình gặp bác sĩ giỏi, mình gặp thuốc hay thì sao? Hết bệnh, bớt bệnh chưa? Bớt hết chưa? Đó, nãy giờ chúng ta nghe, vì cái tâm mình nó nhẹ, tâm mình an, trí mình tỏ, thì á, những cái bệnh á, từ nặng nó sẽ trở thành nhẹ. Và do cái tâm mình, cái trí mình sáng, mình hiểu được bản chất của cái thân này, nó là tứ đại, nó là duyên sanh, nó là vô thường. Cho nên mình không còn quá yêu chuộng cái thân này, không còn quá đặt nặng cái thân này, không còn quá chấp thủ cái thân này. Vì vậy tâm mình buông xả, tâm mình nhẹ nhàng. Khi tâm mình buông xả nhẹ nhàng thì cái thân mình nó có bệnh chút chút, lòng mình vẫn là bình an, lòng mình vẫn là nhẹ nhàng. Còn lúc mình chưa hiểu thì nó có đau nhức chút xíu là mình lo, mình sợ, mình căng thẳng lên. Thì cộng với cái tưởng của mình nữa thì cái bệnh nhẹ nó thành bệnh nặng. Còn khi mình có hiểu được chánh pháp thì bệnh nặng trở thành bệnh nhẹ. Thậm chí mình tu là cái thân không ảnh hưởng đến cái tâm bao nhiêu hết trơn. Vậy bằng chứng rất là hồn hồn, minh chứng rõ ràng từ ni sư trụ trì cho đến quý Phật tử vừa trình bày, thì chúng ta thấy đó là một tấm gương người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật và hiệu quả chánh pháp thật sự. Quan hỷ không? Như vậy thì mình cố gắng mình nghe pháp nhiều để mà mình hiểu, rồi sau đó mình ứng dụng thực hành thì chắc chắn sẽ đem lại lợi quả, lợi ích hiệu quả, đem lại những cái thành quả rất là rõ ràng, rất là thực tế. Nếu như đủ duyên thì con có duyên được với các Phật tử thì lâu lâu con sẽ về để chia sẻ quý vị tu học, quý vị quan hỷ không? Thì giờ này á là duyên lành đã đến và chúng ta sẽ có một buổi thiền biết ơn người tu theo đạo Phật là tu từ cái căn bản, tu có nền tảng, tu có cái tuần tự, chứ không phải tự nhiên là mình nhảy lên cái rồi mình giác ngộ, không phải. Khi mình làm cái nhà thì mình làm cái gì trước? Cái nền móng phải cho nó vững chắc, rồi sau đó mới có những cái trụ cột, rồi lần lần mình mới có tới mái, tới gách, rồi mình có trang trí nội thất ở sau. Cũng vậy, cái nền tảng căn bản của đạo đức là sự biết ơn và nhớ ơn. Đức Phật nói rằng con người sống ở trên đời, nếu mà cái người không biết ơn, không nhớ ơn thì người đó không phải là một con người thật sự. Đức Phật gọi là phi chân nhân. Chân nhân là người thật, là người chân chánh. Thì như vậy, trong tất cả các cái ân đức thì ân đức của ai là lớn nhất? Ở trong gia đình, ân đức cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ân đức ông bà, cô bác, ân đức thầy trò, bao nhiêu những ân đức nghĩa tình. Nhưng mà cái ân đức vĩ đại nhất là ân đức của mẹ và cha. Bây giờ này, phút này tất cả chúng ta hướng về cha mẹ, hướng về hai đấng sanh thành. Dù cho cha mẹ đang hiện tiền ở với mình hay cha mẹ đã ra đi, chúng ta cùng nhau hướng tâm của mình hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Tất cả chúng ta trước khi có mặt ở cuộc đời này đều phải được mẹ mang nặng đẻ đau,
9 tháng 10 ngày. Chúng ta chỉ mang cái ba lô mấy ký, đi mấy tiếng đồng hồ là mình đã thấy nặng nề, mệt mỏi. Nhưng mẹ phải mang mình suốt 9 tháng 10 ngày, chưa bao giờ mẹ mình than thở kể lể. Và sau đó là 3 năm xú món, dắt hết bầu sữa ngọt cho mình, tất cả những dưỡng chất, những dinh dưỡng, những bổ dưỡng trong con người của mẹ. Để đem hết cho chúng ta. Người cha mẹ cho con đến trường đi học, mỗi khi không đi học về trễ, mẹ tựa cửa chờ con. Từng chén cơm, từng manh áo, từng viên thuốc, từng tô cháo, để cho con càng ngày càng lớn khôn, càng trưởng thành, thì cha mẹ càng ngày càng tiều tụy, càng suy lão. Mồ hôi của mẹ, nước mắt của mẹ, máu của mẹ, huyết lệ của mẹ, sự hy sinh của cha và cả sanh mạng của hai đấng sanh thành, dốc hết tấm lòng, gửi trọn trái tim vào cuộc đời con. Rồi mẹ cha lo cho con thành gia lập thất, dựng vợ gả chồng. Nào là gia tài của hồi môn, mẹ chắc chiêu mẹ dành dụm bằng mồ hôi nước mắt, không dám ăn, không dám xài. Tích lũy để ngày con dựng vợ gả chồng, mẹ trao lại của hồi môn. Rồi mỗi khi vợ chồng con cự cãi gây gỗ, thậm chí là đấu đá lẫn nhau, cha mẹ luôn mở rộng vòng tay để lắng nghe, lắng nghe tất cả những nỗi niềm của con, lắng nghe và phải chịu đựng. Có khi con trách cha hờn mẹ, con so đo với anh em, thương ít thương nhiều.
bao nhiêu những nước mắt của cha mẹ chảy vào tim, chảy ngược vào trong, cho đến khi con đẻ con của con ra. Mái tóc mẹ bạc phơ trắng xóa, mắt mờ lưng còng gối mỏi, tai điếc da nhăn, vẫn còn chăm con của con, lo cho cháu. Hỏi tất cả những người con trên địa cầu này, con hiểu được bao nhiêu tình thương của mẹ. Con hiểu bao nhiêu được ân đức của cha. Cả cuộc đời, cả cuộc đời hy sinh, cả cuộc đời dùng quyết lệ để tán thành cho con đó. Con có biết không con? Con có hiểu không con? Con có nhớ không con? Đây là những giờ phút thiêng liêng nhất của cuộc đời. Chúng ta hãy hồi tưởng lại những ân đức to lớn nhất, những nghĩa tình cao cả nhất, phụ mẫu tình thâm, xin mời gia đình của Phật tử là cháu Trương Lê Thanh Nhã và Trương Lê Anh Thư biết ơn cha. Các con nắm tay cha, nắm tay ba lên. Các con nắm tay bà lên để cảm ơn bà. Đây là những giây phút ngọt ngào nhất của cuộc đời người làm cha làm mẹ. Hai con nắm hai tay bà hai bên rồi xá Phật, rồi quay xuống xá quý thầy quý cô và đại chúng. Rồi ba ngồi lên ghế, các con quỳ xuống dưới, đối diện. Hai con quỳ, chắp tay, nhìn ba đi con. Con hãy nhìn thật kỹ mái tóc của cha. Con nhìn thật kỹ ánh mắt của cha và thấy xót xa, đôi bàn tay vất vả đã chai sân và thôi. Hai đứa con xích lại cầm hai tay của ba đi, mỗi đứa cầm một bàn tay của ba.
con thấy bàn tay chai sẻ không? Con cầm trọn bàn tay, con cầm sát vô trọn bàn tay để cảm nhận. Con biết bàn tay này biết bao nhiêu là mồ hôi, biết bao nhiêu là sự khó nhọc. Biết bao nhiêu là tình thương trong đôi tay này. Con hãy nhìn kỹ ba, từ đỉnh đầu cho tới gót chân của ba. Con hãy cảm nhận thật là sâu sắc đôi mắt này, gương mặt này, hình hài này. Đã đem hết tất cả những gì đẹp nhất trên cuộc đời này cho các con. Cầm tay cha bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, vì con thấy hạnh phúc và thấy xót xa. Đôi bàn tay vất vả đã chai dần và thô ráp như một cánh đồng sao lưu chỗ bồng. Con biết cha dành cho con tất cả những gì quý giá, những gì cha nghĩ tốt cho con đoạn đường mai sau. Những vết chai dần có lẽ là những nhọc nhằn cha. Hai đứa con cúi xuống nâng nâng bàn chân của cha lên, nâng bàn chân lên và con lấy trán con đặt bàn trán con xuống bàn chân của cha, lấy trán con lùi lại chút, lấy trán chạm cái bàn chân của cha. Con hãy cảm nhận tình thương này, con hãy cảm nhận bàn chân này, con hãy cảm nhận tất cả những gì cha mẹ đã làm cho con. Giờ này con hãy hồi tưởng lại tất cả những hình ảnh ấn tượng nhất, những gì cha nghĩ tốt cho con đoạn đường mai sau. Những vết con hãy nhớ tất cả những gì có thể nhớ được, những gì cha mẹ đã làm cho các con. Giờ này các con ngẩng mặt lên và cảm ơn ba bằng tất cả tấm lòng của các con. Con hãy nhớ lại những gì ba đã làm, mẹ đã làm, và con cảm ơn, cũng như là con thấy con có lỗi gì con xin lỗi với ba, và hứa từ nay về sau sống như thế nào để cho ba mẹ được vui lòng. Dạ, con nói lời cảm ơn với ba đây. Anh trai nói trước, con cứ từ từ nói. Trước giờ con luôn liên lạc, không chịu những lời như vậy, dám như vậy hả? Con nên người. Sinh ra ba đã hiểu được là cả
đời phải dành cho con tất cả. Con xin lỗi cha. Tình yêu thương vậy bao la, dù ra những tiếng cười cho con tim ấm áp. Chỉ những lời cha đã dạy thôi. Nhưng con luôn không nghe lời. Dạ bây giờ thì có thể dạy con. Con mới biết được cha luôn tốt với con. Dạ lại cho con những điều để con nghe nhắc lại. Dạ đối với điều tốt đẹp với con. Dẫu khó khăn cũng không ngại chi. Dù nói nhà đến trăm năm cũng sẽ như vậy. Mẹ và ba sẽ luôn ở đây, mãi yêu con ấm áp thế này. Con đưa anh hai con nói đi con. Giây phút này là giây phút ngọt ngào nhất. Giây phút này là giây phút quý báu nhất. Và giây phút này cũng chính là giây phút hạnh phúc nhất của ba con. Con hãy nói lên tất cả tấm lòng của con đối với ba. Chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ngoan xinh yêu mỗi ngày. Thì ngoài kia dấu bao phong ba, vì yêu con đắng cay vân vã cũng hóa nhẹ nhàng. Ngày cuộc cưng xin con nghe mà cho con nuôi con và lớn lên, cho con đi học để có chừng gì ạ. Con muốn đi học cũng sẽ như vậy. Mẹ và ba sẽ luôn ở đây, mãi yêu con ấm áp thế và lớn như vậy. Này cô cưng của ba, bà sẽ mãi là ánh mặt trời. Nguyện sáng soi bước đường con đi. Dù khó khăn cũng không ngại chi. Dù thế giờ luôn dạy con. Muốn tập sức cho con đi học và lớn lên trong được trong một gia đình hạnh phúc. Ngã ơn cha. Giờ này ba có vài lời với con trai con gái đi. Hai con cũng biết nghe lời ngoan, cha cũng không có giận, tha lỗi cho hai con vì gì bỏ qua. Sinh ra ba đã hiểu được là cả đời phải dành cho con tất cả tình yêu thương, những tiếng cười cho con tim ấm áp nơi lòng. Mong sau này cho hai con ngoan, gắng lo học hành đến nơi đến chốn. Tình yêu ấy đơn giản lắm, chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nguyện xin yêu mỗi ngày. Thì ngoài kia dấu bao phong ba, vì yêu con đắng cay vân vã cũng hóa nhẹ nhàng. Giờ mời chú Trương Văn Phạm Tấn Khanh biết ơn mẹ. Bây giờ gia đình quỳ xuống để cả gia đình xuống nắm tay mẹ già lên đi ạ. À, các con nắm tay bà lên. Gia đình ba thế hệ. À, Trương Văn Phạm Tuấn Khanh biết ơn mẹ. Quỳ trước ông bà đi các con ạ. Con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù. Vì con hãy các con cháu chắp tay ngẩng mặt lên nhìn cha mẹ. Để con gánh mẹ đừng ca. Sợ khi mẹ mất muộn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài.
gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh xa. Mẹ ơi sông biến dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Dạ, bây giờ xin mời con trai cõng mẹ đi một vòng chánh điện. Rồi đưa cái dây vô, quay lại, đưa cái dây vô. Rồi các cháu, hai đứa cháu con đứng hai bên dịnh bà nghe con. Cho con gánh mẹ một lần. Cúi xuống ạ. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh đi chậm chậm từ từ thôi. Cả lòng con mẹ đi theo đã con đi theo. Gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ai, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đi từ từ. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh xa. Mẹ ơi sông biển rồi cổng phía trước bằng Phật xá ba xá, cổng vô phía chính giữa này xá Phật ba xá. Bông hồng cài áo đúng nơi, rồi cổng về đã xá luôn, cổng ở trên vai xá luôn, cổng trên vai rồi xá ba lần. Cho con gánh lại mẹ già, để rồi sau người gánh. Rồi chồng bóng tay lớn đi. Rồi mấy con cháu vô quỳ tiếp tục. Đây là những giây phút ngọt ngào nhất của cuộc đời làm mẹ. Đây cũng là những khoảnh khắc dạt dào nhất của tấm lòng người cha. Giờ này các con cháu hãy bằng tất cả tấm lòng của mình dâng lên lời biết ơn, cảm ơn và xin lỗi cha mẹ, và hứa từ nay về sau sống thế nào để cha mẹ được vui. Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Con xin cảm ơn cha mẹ lo cho con nhỏ, là dẫn dắt cho con ẵm bầu mình lớn lên, đã lo cho con đi học. Con lớn cha mẹ đã dựng vợ gả chồng cho con, và đến khi con lớn nữa cha mẹ dẫn con đi chùa để tu học những khóa niệm Phật để biết cái nguồn đạo đức. Để sau này con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Để sau này con noi gương cha mẹ và lo cho các con xin cảm ơn cha mẹ.
Rồi, hai cháu cảm ơn ông bà đi con. Con, tại chị giáo cho con nuôi con lớn để cho con đi học, cho con gánh lại mẹ học giỏi. Tôi đã thất rồi con, thấy con có một ngôi trường để con đến trường đi học. Con cảm ơn nội và nội. Hai đứa con, mỗi một đứa nâng cái chân của bà lên, là lấy trán chạm lên chân của bà, hai đứa hai bên. Giờ này ông bà của các con rất là hạnh phúc. Chạm đây con, lấy cái trán chạm lên cái bàn chân, bằng tất cả tấm lòng biết ơn, tấm lòng nhớ ơn, tấm lòng cảm ơn. Rồi xong đứng lên ôm ông bà đi con. Hai đứa con lại dịnh ba đi. Ôm ba. Rồi giờ quỳ xuống nghe, nghe ba mẹ dạy, nghe ông bà dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay con cũng đến về chùa Long Môn cũng nhờ nghe của thầy Đức Minh Thành từ Đồng Nai đến về đó giáo huấn cho con. Con cũng có đến chùa, thì hôm nay con từ nhỏ lớn lên thì cũng lo hiếu cha mẹ vợ chồng, trong vợ chồng tầm ấm đây lớn lên, có con có cái đứa nào cũng noi gương theo cha mẹ gì đi chùa, biết lo là phước lành hiền lành. Có đây là có cháu nội về đây thì trai, còn được bốn người gái thì cũng đều người nào cũng có vợ có chồng, con cháu nó rất ngoan hiền, cũng vì cha mẹ mà nấu gương đi chùa. Ông bà trước kia đó cũng đi chùa niệm Phật, mà ngày nay Phật pháp thì rất nhiệm màu, đi đâu là cũng hên thiên được tất cả, từ con nhỏ lớn gì cũng đều học cao hết tất cả. Là con tới cháu nội hôm nay cũng là được cái mình đã hưởng thành được, nó cũng được ngoan đến chùa, nó cũng lại thì còn đứa nhỏ bệnh đứa cháu. Cháu đó cũng là cháu ngoại nội nữa đó, mà nó nhỏ nó cũng lại thì thấy đó là một cái niềm vinh hạnh, đi chùa cũng được cái phước rất nhiều, thì đây cũng được học pháp nhân màu. Con cũng đền ơn với các sư thầy đồ Phật độ cho con. Mô Di Phật bạch thầy. Con hai cái cháu nội của con với con của con, hai đứa nó ngoan hiền, giờ tới đi học, nó không học thêm nhưng nó vẫn học giỏi, nó cũng đứa nào cũng được xuất sắc. Nay bà nội cũng mong cho các con các cháu lúc nào cũng lo học hành chứ không có lo chơi game, vì lối sớm người ta ai ai cũng chơi game, con cũng phải bỏ cái chơi game nặng lo học hành cho được tốt. Thì bà nội cũng mong cho các cháu sẽ nghe lời cho bà nội. Mô Di Đà Phật. Rồi tất cả đứng lên lại, ông bà cha mẹ ba lại, lại thiệt là chậm, nâng hai cái bàn chân và đặt cái trán mình lên bàn chân của ba mẹ như hồi nãy vậy đó. Nâng chân lên và đặt cái trán mình lên.
Rồi cả nhà bước qua đảnh lễ Tam Bảo, tạ ơn Phật Pháp Tăng. Ta lại. Rồi quý vị nào còn dẫn con theo không? Rồi, mình trở về chỗ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bước qua thiền biết ơn vợ chồng với nhau. Nếu không còn các vị nào có đăng ký, thì giờ chúng ta bắt đầu thực tập thiền biết ơn vợ chồng với nhau. Giờ phút này chúng ta hãy suy nghĩ, hồi tưởng lại những nghĩa tình chung sống với nhau mấy mươi năm, để chúng ta cùng thực tập thiền biết ơn. Người bên cạnh mình, chồng của mình, vợ của mình, bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng, tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, những thói hư, những khuyết điểm. Mình dạ, không chấp nhận con người thật. Vợ chồng chú thiện đức và diệu huệ đâu ạ? Mình muốn người này phải như vậy, như vậy, như vậy. Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo? Cô chú ngồi đối diện với nhau nè. Tại sao mình không hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe và thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình, sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, để mình hiểu, để mình cảm thông. Cô chắp tay lên, cô chú nhìn nhau để mà hồi tưởng lại. Tại sao mình nói hai ba câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi một câu là phải hơn thua với nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự? Tại sao mình lại sống trong những cái cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cọc cằn, cao có, bất mãn, bất bình? Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ mình, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau vậy? Tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao? Mà hở một chút là có chuyện, hở một chút là kiếm chuyện, hở một chút là gây chuyện, hở một chút là xảy ra chuyện trong gia đình.
mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hả Tâm ơi là Tâm? Tại sao Tâm lại làm khổ thân vậy Tâm? Tại sao Thọ lại làm khổ mình vậy Thọ? Tại sao mình cứ sống với những cái cảm xúc mà nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp? Những cái cảm xúc mà hơn thua, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Để được cái gì? Dành phần phải với cha mẹ mình, dành phần đúng với chồng con mình, dành phần hơn với những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình. Để mình được cái gì đây? Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội phiền não, để mình được sự nóng bức sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình. Và mình biến cái mái ấm, cái tổ ấm trở thành một chiến trường. Mình đã thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi. Hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không Tâm? Mình có biết nghiệp mình không Tâm? Mình có biết chăm sóc cho mình không Tâm ơi? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình? Mình tàn hại cuộc đời của mình và những người thân mình. Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy? Để cho mình trở thành một cái nỗi tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao? Để rồi mình hơn thua, mình tranh giành, mình ta đây, mình bản ngã suốt cuộc đời của mình, để rồi mình được cái gì đây? Trong cái ngày kết thúc của cuộc đời, mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm và những hình bóng rai rứt khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Những thọ tưởng hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó, nó quay trở lại một cái cuồng phim. Những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, những suy nghĩ ganh tị đố kỵ với những người thân thương ân nghĩa, nó sẽ hiện ra, nó sẽ chiếu lên, nó sẽ quay lại cả một cuộc đời. Những tập phim có nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác,
Giờ này cô chú quỳ lên và cảm ơn xin lỗi nhau bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình. Mấy chục năm sống chung, giờ này mình cảm ơn với nhau. Và có điều gì mình thấy mình có lỗi, mình sẽ bằng tất cả tấm lòng của mình để xin lỗi với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi nhờ ơn của Đức Phật mà chúng con đã tu hành, thì hôm nay biết cái lỗi lầm này con cũng vì vợ chồng, con cũng cảm ơn vợ chồng, chồng hòa vợ thịnh, là con cháu trong nhà của Thảo Hiền. Chú nhìn vô bà xã, cảm ơn bà. Cảm ơn bà xã thì cái gì cũng vui, thì tha bỏ qua hết tất cả chồng vợ. Cô cảm ơn và tự cô thấy có lỗi gì không thì cô xin lỗi. Cảm ơn mấy chục năm qua như thế nào đó, mình nhớ lại mình cảm ơn. Cảm ơn ông xã. Nào giờ vợ chồng cũng không có gầy gà, vợ chồng không biết nhường nhịn lẫn nhau. Bây giờ cảm ơn. Có xin lỗi gì không? Có xin lỗi gì không? Có không? Rồi thôi lại nhau ba lại. Lại nhau ba lại. Lại xuống, chạm xuống đất. Lại nhau ba lại. Chúng ta thấy đẹp không à? Rồi mọi người đứng lên. Đứng lên lại tam bảo. Rồi tất cả chúng ta đứng lên đảnh lễ tam bảo. Tất cả chúng ta đứng lên đảnh lễ. Tội nghiệp mấy cái chân già. Chúng ta đảnh lễ bốn dự lưu Phật. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta lại xuống. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay,
là phước điền vô thượng ở trên đời. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con xin đảnh lễ biết ơn cha mẹ nhiều đời trong quá khứ. Bằng tất cả tấm lòng cung kính, biết ơn, nhớ ơn, chúng con xin đảnh lễ cha mẹ trong hiện tại. Bằng tất cả tấm lòng cung kính, biết ơn, nhớ ơn, chúng con xin đảnh lễ ơn Tam Bảo, ơn Thầy Tổ, ơn Sư Trưởng, ơn Đàn Na Tín Thí, cùng tất cả chúng sanh, mang lại đời sống hạnh phúc, bình an cho chúng con tu học. Chúng ta ngồi xuống. Thưa, bây giờ là tới tiết mục tiếp theo, chương trình tiếp theo là cho chúng ta hỏi những cái gì còn thắc mắc, chưa hiểu trong sự tu học. Quý vị có gì cần hỏi, quý vị nêu lên để hỏi. Chúng ta nhiệt tình lên, năng nổ lên. Có ai hỏi gì không? Có ai muốn hỏi gì không? Mấy bà già nè, đi chùa mấy chục năm nè.
Nếu như chúng ta không có câu hỏi á, thì chúng ta nghe giảng pháp chắc nghe giảng dễ chịu hơn, phải không? Nhất trí không? Nghe khỏe, khỏi hỏi gì chứ, nghe cho khỏe. Hôm nay chúng ta nghe cái bài này rất quan trọng. Nghe cái bài này xong cái khỏe liền này, chịu không? Nghe cái bài hôm nay xong cái nó nhẹ liền ha. An lạc liền, thảnh thơi liền, hạnh phúc ngay lập tức. Là cái bài này nói một chữ thôi, đố ai biết chữ gì nè. Ai mà biết là có thưởng. Quý thầy nhớ đem kinh sách vô hồi thưởng cho quý Phật tử nha, đừng quên. Ai biết một chữ thôi là nhẹ liền, khỏe liền, an liền. Chữ nhẫn, rồi cho chàng pháo tay. Rồi ai nói chữ khác, một chữ thôi. Chữ gì? Chữ gì? Chữ tâm, cho thêm chàng pháo tay nữa. Rồi ai nói khác? Chữ tu, cho thêm chàng pháo tay luôn. Chữ hiếu, đúng luôn, cho thêm luôn. Rồi ai nói chữ khác? Mấy ông bên đây đi, gọi em rú chứ vậy, mấy ông thanh niên nè. Chữ gì? Chữ chấp, cho luôn chàng pháo tay luôn. Chữ buông, chàng pháo tay dài lớn nhất. Hôm nay nói chữ buồn. Nãy giờ là chúng ta đã thực hành hiếu thảo, nghĩa tình, lòng biết ơn. Bây giờ chúng ta thực hành cái chữ này rất quan trọng, là chữ buồn. Bây giờ nếu như mà mình gánh một cái gánh, mà cái đầu này là 30 kg, đầu kia là 30 kg, nặng không? Quá nặng là 60 kg. À, thì rất là nặng, nhưng mà thật sự là mình đang gánh một cái gánh rất nặng, là cái thân của mình. Thấy chưa? Mình gánh một cái thân này. Rồi cái thân này nó đâu có đơn giản đâu, mình phải cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó ở, phải không? Rồi nó cho nó uống, rồi nó đòi đi chơi, nó đòi ở nhà cho đẹp, nó đòi xe cho sang, nó đòi hưởng thụ cái này, cái nọ kia, mình phải cung phụng cho nó. Mà đâu phải dễ mà để mà cung phụng đâu, vất vả, cực khổ, đủ điều hết cả một cuộc đời, rồi đó là chưa kể, mới có nói bên ngoài thôi, bây giờ tới trong nó bệnh. Đó, hồi nãy chúng ta nghe rồi, khai bệnh rồi. Có con mắt là bệnh mắt, có cái lỗ mũi là bệnh lỗ mũi, có cái miệng, có cái họng là bệnh mắt, tai, mũi, họng. Thấy chưa? Có cái lá gan là bệnh ung thư gan, có cái lá phổi là ung thư phổi. Có cái thận là bệnh thận, có cái tim là bệnh tim. Má, có cái gì là bệnh cái nấy. Thì như vậy đó là chúng ta mang cái thân này là mang một gánh nặng, mà đâu phải vậy là xong đâu. Chưa xong. Bên trong này là nó chứa gì? Tham hoài. Tham hoài. Sân. Có không? Ở đây ai hết sân giơ tay lên coi. Hết giận rồi. Không còn giận ai nữa hết. Không ai giơ hết trơn hả? Vậy là còn giận phải không? Thấy chưa? Như vậy là gánh là gánh tham nè. Gánh sân nè. Rồi đó. Một cái gánh gì nữa? Si mê vô minh ta đây. Gánh bản ngã. À, cái ta, cái tôi, cái mình, cái bản ngã rất là lớn, rất là bự, rất là to. Mà ai đụng vô là biết tay tôi. Phải không? Đúng ý không? À, nhiều khi ngồi thì thấy đơn giản, vậy cười cười, thấy cũng dễ thương. Nhưng mà đụng chuyện đi rồi biết mà. Thấy chưa? Như vậy thì trong này nãy giờ nói là mình gánh bao nhiêu lớp? Từ cái thân này
Rồi từ những cái vật chất, những cái tài sản, những cái nó đòi hỏi phải lo cho cái thân này. Đó, đây cũng cái gánh nữa nè. Đó. Mà cái gánh này có bộ dễ chịu chút. Đó, thì bây giờ đó, rồi xong ở trong tâm mình là những cái gánh đầy dẫy tham sân si. Đầy dẫy tham sân si. Gánh này tu đi ha. Cho lên đây ngồi tu. Ở bên trong tâm của mình là bên trong này là nó nhiều tham muốn, nhiều nóng giận, nhiều si mê, nhiều hơn thua. Đó là nãy thiền biết ơn vợ chồng chúng ta thấy có trúng không? Trúng không? Trúng hay không? Ta nói một câu phải làm cho ba câu. Có chuyện gì hết sức là đơn giản, cái tự nhiên mình cái là gây sự ra cho có chuyện. Như vậy thì bên trong tâm mình là nhiều tham sân si, nhiều sự hơn thua, nhiều cái sự mà đúng sai phải quấy cao thấp, rồi ta người nhân ngã. Thì như vậy là một cái gánh hết sức nặng. Mà nếu như mà mình cứ ôm bao nhiêu cái gánh nặng này rồi mệt không? Mệt không? Mỏi không? Quải không? Quải chè đậu chưa? Quải chưa? Như vậy thì bây giờ bữa nay mình tu cái tâm buồn. Buồn. Cái tâm buông này á là cái tâm buông cái gì? Buông những cái chấp. Cho nãy cái chú nói chấp, chấp là khổ đó. Phải không? Bây giờ mình giận mà mình buông được cái giận này mình khỏe không? Khỏe. Mà mình tham, mà bây giờ cái tâm mình bớt tham, hết tham, không còn tham nữa. Sướng không? Sướng không? Giải thoát liền. Thấy chưa? Rồi bây giờ cái bản ngã mình á là rất là lớn, mà bây giờ mình bỏ được cái bản ngã xuống. Mình sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Mình sống, mình hòa đồng hết với mọi người. Ai mình cũng thấy là cũng kính trọng. Ai mình cũng biết ơn. Giống như nãy mình thiền biết ơn vậy đó. Thì quý vị thấy cái tâm như vậy có dễ thương không? Cái tâm như vậy có hiền hòa không? Cái tâm như vậy có dễ mến không? Cái tâm như vậy có ngọt ngào không? Cái tâm như vậy có hạnh phúc không? Chịu vậy không? Chịu không? Cho nên mình tu cái tâm xả này hay lắm, giúp cho tâm mình quay về trong sự bình lặng, bình an, giúp cho tâm của mình nó nhẹ nhàng, không giận ai hết trơn, không bực ai hết trơn, không có sân với ai hết trơn. Mình nhìn cha mẹ mình thấy thương quá, cha mẹ thật sự là ông Phật của mình, cha mẹ thật sự là bậc đại ân nhân, đại ân đại đức của mình. Rồi mình nhìn cô, chú bác, dì, thím, mợ ở trong dòng tộc, mình thấy đây tất cả là những ân đức, nghĩa tình của mình. Mình sống trong thế giới biết ơn. Rồi giờ mình nhìn vợ chồng là cả cái ân nghĩa với nhau, hay là con cháu, mình thấy mình thương, tội nghiệp. Tất cả chúng ta đây đều là nạn nhân của tham, của sân, của si. Tất cả chúng ta đây đều là nạn nhân của bản ngã, của vô minh. Tất cả chúng ta đây đều là nạn nhân của hơn thua, của hơn thua, của tranh giành. Và chúng ta bị những cái này nó làm cho mình sầu, bi, khổ, u não. Bị những cái này làm cho mình sầu, bi, khổ, u não. Thành ra bây giờ chúng ta tu cái tâm xả làm sao? Đây, tu cái tâm xả này hay lắm nè. Tâm xả là tâm làm sao? Cái tâm xả là tâm buông bỏ những tâm tham, buông bỏ những tâm giận, buông bỏ những cái tâm si mê, buông bỏ những cái tâm ta đây, trở về với tâm trong sạch, trở về với tâm trong veo, trở về với tâm trầm lặng, trở về với tâm lặng yên. Tâm bình yên và hạnh phúc. Ngồi ở đâu thấy cũng mỉm cười hết trơn. Tâm nó im ru. Nó không có còn muốn. Nó không có còn tham. Nó không còn muốn tìm gì hết trơn. Ngồi im ru, nhẹ tên vậy. Như đám mây trên trời, như làn gió thổi, như mặt nước hồ tĩnh lặng. Chịu không? Chịu không? Bây giờ có thấy hạnh phúc không?
Giờ này là cái giờ chúng ta đang hạnh phúc nè. À, chúng ta nhìn lại đi, nhìn lại cái cuộc sống. Ta xoay tâm nhìn lại những tháng ngày vừa qua. Những gì ta đã sống là những mối sầu lo. Chúng ta nhìn kỹ lại đi, từ lúc mà mình mới vừa khôn lớn biết nhận thức cái trong cuộc đời này, cho đến khi tóc qua râm, và cuối cùng cho đến lúc bạc phơ luôn, thì ta nhìn lại là vì những gì ta đã sống là những mối sầu lo. Lo vợ chồng con cháu, lo cơm áo gạo tiền, lo bệnh đau hoạn nạn, lo mất mạng trắng tay. Ta sầu lo đủ kiểu, ta sầu lo đủ điều, ta sống trong lo lắng, trong lo rầu bất an. Lo vậy còn chưa đủ, lại còn thêm hận thù. Những người đã đụng đến cái bản ngã này của ta, cả cuộc đời không biết tu là một cuộc đời quằn vai gánh nặng. Từ cơm áo gạo tiền, rồi từ những cái mối quan hệ trong xã hội, rồi cộng với cái gì tham sân si ở trong, rồi bực mình khó chịu, bức xúc, bực bội. Bao nhiêu là những cái mối lo như vậy, bao nhiêu là những cái mối phiền như vậy, bao nhiêu là những cái gì ta nuôi dưỡng ấp ủ, những bực bực tức tức hận thù, ta khư khư giữ chặt, những nhỏ nhặt hơn thua. Chi vậy? Chi vậy? Chi vậy? Khăng khăng khư khư chấp chặt những cái gì không có cái đáng giá gì hết chứ. Thí dụ như người ta nói cái câu đó mình không vừa lòng rồi thôi, thôi thôi không vừa lòng thôi bỏ qua đi không. Về nhớ lại rồi nhắc lại rồi kể cho người kia nghe. Có không? Cười dữ vậy mấy bà già. Có không? Đó mà phải kể mà nó vui, không nói đi, kể mỗi lần kể nó bực. Nó nực. Rồi xong rồi nó phật. Mà cứ kể. Phải không? Rồi hết, cả tháng sau cũng còn nhắc lại. Rồi nhiều khi mấy tháng sau, năm sau cũng nhắc lại. Mà mỗi lần nhắc là mỗi lần nó thiêu đốt, nóng bức. Mà cứ nhắc như vậy tội không? Bây giờ bỏ không? Bỏ không? Quyết chí bỏ cho nó mát. Bỏ cho nó mát. Bỏ cho nó khỏe cái lòng. Bỏ cho nó nhẹ cái tâm. Giữ chi mấy cục lửa than? Coi là coi còn cục nào lửa than. Dòm vô trong tâm thôi, cứ còn cục nào luyện ra, quăng ra, dục ra, vứt ra, từ bỏ những cục lửa than đốt cháy trong tâm. Bỏ hết để cho nó mát mẻ, cho nó thanh lương, cho nó thanh tịnh, cho nó an lạc. Giống như mình đang ngồi bây giờ như vậy nè, hạnh phúc biết bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Bây giờ mình phải nhìn lại, mình tìm có cái nguyên nhân nào mà nó làm cho mình đau khổ. Mình bỏ nguyên nhân đó là mình được hạnh phúc á. Đó là tứ thánh đế đó. Chứ đâu có gì xa đâu. Cái gì nó làm cho mình khổ? Bây giờ mình từ bỏ nó cho mình hết khổ. Đơn giản không? Chữ một thôi à. Mà sao mình vô mình lại Phật, mình cầu xin hoài, mà sao mình không chịu bỏ? Rồi ra cái mình cứ nắm vô, mình cứ chấp vô, rồi mình cứ giận, rồi mình nói sao Phật không độ con, sao Phật không linh. Thấy chưa? Sáng cái con mắt ra chưa? Ta sống trong bực tức, ta sống trong buồn phiền, để rồi ta chìm lúc trong hận thù khổ đau. Tâm ta bao đau khổ, bao dằn xé bên trong. Tâm ta bao uất hận, bao quán giận bên trong. Tâm ta sao tội quá, ôm quá nặng trong tâm. Sao tâm không bỏ bớt, để cho lòng nhẹ tên.
tâm ta sao tội quá, ôm quá nặng trong lòng, sao tâm không bỏ bớt, sao tâm không buông bớt, sao tâm không liền bớt, sao tâm không quăng bớt, sao tâm không dục bớt đi, để cho lòng nhẹ tên như cái làn gió đang thổi chung quanh ta như vậy, như đám mây chân trời như vậy, tự do tự tại, mát mẻ dễ chịu, thanh lương. Lòng ta sao nặng quá, như xe chở quá nhiều, xe ơi tội xe quá, xả bớt hàng đi xe, quá tải rồi bỏ bớt đi, xả bớt hàng đi, chịu xả không, chịu không, chịu xả không, xả bớt hàng đi. Ôm nó làm cái giống gì, ôm mấy cái cục than nó để làm cái gì, ôm cái ổ kiến lửa để làm cái gì, nó cắn mình xong rồi mình liệng cho nó cắn người ta, rồi xong ta liệng cho lại nó cắn mình, rồi cứ liệng qua liệng lại mấy con kiến lửa vậy đó. Mà tưởng đâu khôn dữ lắm, tưởng đâu thông minh dữ lắm, nhưng mà ai về vô mình, tưởng đâu thông minh nhưng mà ai về vô mình, làm một cái tổ kiến lửa ở trong này nè, rồi để cho nó cắn 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 cho đau nhất, rồi liền cho ta, cái nó cắn ta cái ta liền cho lại, cái nó cắn qua cắn lại vậy đó. Khổ chưa đó, nhớ cho kỹ nè, cục than nè, nhớ cho kỹ là kiến lửa nè, nhớ kỹ mấy cái này, từ bỏ nó một cách hoàn toàn, diệt tận một cách hoàn toàn, đuổi ra khỏi tâm mình một cách hoàn toàn, diệt tận nó, không bao giờ để cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai. Ở đời bao nhiêu thứ, ở đời bao nhiêu thứ, thứ nào cũng ôm vào, tâm giờ sao nặng quá, ta xả bớt đi tâm, vui buồn nào cũng cất, thương ghét nào cũng ôm, hơn thua nào cũng giữ, được mất nào cũng giặt. Chuyện buồn mà cứ cất à như vậy, rồi lau móc ra đặng buồn. Ghét ai cứ giữ trong bụng hoài, ôm ở trong hoài, lâu lâu lau móc ra đặng ghét tiếp. Trời đất ơi! Hơn thua nào cũng giữ, được mất nào cũng giành. Cứ hơn thua cái gì mà cái vợ chồng với nhau mà hơn thua cái gì? Cha con, mẹ con với nhau mà hơn thua cái gì? Bây giờ con thương quý vị nè. Giờ thí dụ như bây giờ ông cha mình, ông nói cái gì đó. Ông đang giận tức, ông nói gì đó. Mà ông nói cái đó là sai. Mà bây giờ mình cứ cự với ổng hoài, mình dành cái phần nó, nói, ba nói cái đó là ba sai rồi. Mà ổng thì ổng nói là con sai. Rồi cứ ba sai, con sai, ba sai, con sai. Rồi cãi nhau hoài như vậy, rồi ai sai? Cả hai đều sai hết. Phải không? Cả hai đều vô minh hết, nói tiếng Việt mà ngu. Bây giờ mình tu là sao nè, mình hết ngu à? Tu là hết ngu nè. Nói dạ thưa ba, dạ con sai. Được không? Được không? Và sau khi mình nhận mình sai, mình nhận mình dở, mình nhận mình trật, rồi cuối cùng là sao? Giải quyết được vấn đề không? Êm không? Êm ái trong nhà không? Như vậy là mình sai hay đúng? Siêu đúng. Cho nên mình chấp cái đúng sai á là mình vô minh. Mình chấp cái đúng sai đó là mình si mê. Mình chấp cái đúng sai đó là mình dại khờ. Mà mình chấp cái đúng sai là mình bất hiếu. Mình chấp cái đúng sai là nó không có nghĩa tình vợ chồng nhé. Tại vì mình nói mình phải, vợ là quấy, chồng là phải. Rồi hồi cứ phải quấy này nó trở thành quấy hết.
quấy hết cả hai trong nhà bất an là phải hay là quấy? Nhà bất an là phải hay quấy? Cự lộn là đúng hay sai? Cãi lộn là tốt hay xấu? Buông xuống là khỏe re, chịu không? Ở đó đúng hay ở đó phải quấy, ở đó hơn thua để làm cái gì? Mình chịu thua đi, nhưng mà mình đúng, mình siêu đúng. Bây giờ vợ chồng nhau là cứ cự nhau đó rồi. Tôi cái này rồi tôi đúng nè, bà sai nè. Dạ em sai, em nhận sai, anh đúng, em sai em xin lỗi anh. Được không? Được không? Ngồi em ru mà được không? Vậy cái xong xuôi hết trơn. Đó là xã nè. Mà cái này thấy vậy chứ không phải đơn giản học đâu à. Tới chừng mà vô trận rồi đó, tới chừng lâm trận rồi đó, tới chừng ra trận là lúc đó không phải dễ học à. Bây giờ phải thực tập thì tới lúc đó mình mới buông được cái đúng sai. Đây là chấp nè, chấp. Chấp phải quấy, chấp đúng sai. Chấp nghĩa là hơn thua với nhau. Mà cứ chấp là khổ đau, chấp là khổ đau, mà buông chấp là hạnh phúc. Bây giờ nói theo con nè, tâm buông xả là tâm hạnh phúc. Nói lại ba lần. Lớn lên. Lớn lên. Nhớ cái câu này tới chết không bao giờ quên. Được không? Được không? Bất cứ lúc nào mà ở nhà có chuyện mà niệm cái câu này liền. Buông xuống là hạnh phúc, bỏ xuống là hạnh phúc, luyện xuống là hạnh phúc, quăng xuống là hạnh phúc, mà chấp là khổ, nắm là khổ, giữ là khổ. Niệm cái câu này giống như niệm Phật vậy đó. Pháp là mẹ chư Phật mà. Bây giờ mình niệm Phật, bây giờ mình biết thêm cái niệm thứ hai nữa là niệm Pháp. Tâm buồn xả là tâm hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy không, tu nó rất là dễ, nó đâu có khó đâu. Dễ ợt ha. Tại quý vị không chịu tu, quý vị cứ và luôn luôn. Rồi xong ở tù. Phải không? Ở tù ở trong cái tham sân si đó. Ở tù ở trong cái tứ đại, ở tù ở trong cái ngũ quẩn, ở tù ở trong cái chấp đúng, chấp sai, chấp cao, chấp thấp, chấp hơn, chấp thua, chấp phải, chấp quấy. Là cái tâm của mình là cái tâm ngục tù. Nó cứ lòng vòng trong đó hoài, khi gặp mặt cái đó, ổng vậy đó, ổng như vậy đó. Gặp ai cũng như ổng vậy, rồi cứ gặp cái bả vậy đó. Rồi xong cứ con xử cho ba mẹ, con xấu hổ không? Con mà xử cho ba mẹ. Mà người lớn tại sao mà đưa mấy đứa nít nó xử cho mình? Thấy không? Mình cái tâm mình bao dung, cái tâm mình độ lượng, cái tâm mình rộng lượng, cái tâm mình vô lượng, tu tập tứ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Tâm rộng lớn như bầu trời. Lúc nào mình giận, mình buồn, mình bực cái câu nói, cái hành động, cái ánh mắt gì đó, cái mình ngẩng lên trời, cái mình nhìn coi. Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dạ gì chui vào chỗ tối tâm. Trời đất rộng như vậy, bao la thênh thang vô lượng như vậy. Mà sao mình cứ nhớ cái câu nói đó hoài vậy? Sao mình nhớ cái ánh mắt đó hoài vậy? Tại sao mình đi nhớ cái cảm thọ chút xíu đó để làm cái gì để cho mình khổ vậy? Mình dại quá vậy, mình dại dột quá vậy. Thôi từ nay trở về sau, tâm ơi tâm, tâm thông minh chút giùm cho bà thương nha, bà già rồi để cho bà tu nha, bà gần chết rồi. Được không? Tâm ơi tâm, tâm tỉnh giùm cái đi, tâm đừng có mê nữa nghe không? À, tâm tỉnh thức giùm cái đi nha. Tâm đừng có chấp nữa nghe không? Chấp là khổ nha, xả là vui nghe không tâm? Đó, cứ nhắc vậy đó. Đó là quý vị đang tu tối thượng thừa đó, tu theo Nikaya đó, tu theo mà tinh hoa Phật trí đó nha. Mình thấy không? Ở đời bao thứ khổ,
vì ngủ nghỉ miếng ăn, vì tấm thân vô thường, vì những người thân thương. Bao nhiêu thứ khổ vì cái ăn, cái ngủ thôi, cái mặc thôi. Vì lo cho cái thân này là mình cũng rất là mệt rồi, rồi bây giờ còn vì những người thân nữa. Vài bữa là cái người này có chuyện, vài bữa người kia có chuyện, vài bữa nó kêu lại xử, không xử giùm, xử kiện giùm, làm phán quan xử giùm, rồi đó là hết người này rồi tới người kia, chuyện này chuyện nọ, khổ bao nhiêu thứ trong một kiếp con người. Dạy gì ta lại phải đem quán thù chồng lên, bao nhiêu những thứ khổ, rồi bây giờ còn thêm chồng chất cái quán thù lên chi nữa, còn ghét ai không? Bỏ hết đi, tha thứ hết đi, tha thứ hết, tha thứ hết, để cho tâm mình nó nhẹ, đừng ghét ai nữa, đừng giận ai nữa hết, đừng có khó chịu bực bội với ai nữa hết. Tại vì ai cũng là nạn nhân, ai cũng là nạn nhân của tham sân si hết chứ, ai cũng khổ vì tham sân si hết. Vốn sống trong các khổ, khổ vậy cũng vừa rồi, thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Vốn sống trong các khổ, khổ vậy cũng vừa rồi, thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Chúng ta cùng nhau quỳ lên chắp tay, đổi cái tư thế để quý vị tu đỡ đau chân. Quỳ lên chắp tay, nói theo con. Quỳ lên chắp tay, nhìn lên Đức Phật. Vốn sống trong các khổ, khổ vậy cũng vừa rồi, thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Lại xuống. Thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Dạy gì ta cứ phải, ôm mãi những hận thù, để cho trong đau khổ, ta lại càng khổ đau. Dạy gì ta cứ phải, ôm mãi những buồn phiền, để ta không thoải mái, không ngày nào an vui. Thôi nay ta xả hết
những tham muốn hận thù, ôm chi cho thêm nặng cái kiếp người của ta. Thôi nay ta xả hết, ta xả hết ra ngoài những tham lam sân hận, những oán thù xưa nay. Ta xả hết ra ngoài những tham muốn lung tung, những tham muốn khôn cùng, những tham muốn mong lung. Ta xả hết ra ngoài những tham ái ngu si, những tham ái buộc ràng, những tham ái u mê. Ta xả hết ra ngoài những thương ghét lan man, những thương ghét vô thường, những thương ghét bất an. Ta xả hết ra ngoài những thù oán dây dưa, những thù oán dại khờ làm mờ ám tâm ta. Nay ta buông bỏ hết những buồn bực buồn phiền, những giày dò rai rứt của thương ghét buồn vui. Nay ta buông bỏ hết những tức tưởi âm thầm, những oán hận ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta. Nay ta tha thứ hết cho những chúng sanh nào lỡ gây thêm đau khổ cho kiếp người của ta. Nay ta không nhận nữa những cảm giác hận này, những cảm giác khổ này không còn chỗ trong ta. Nay ta không nhận nữa những cảm giác thù này, những cảm giác ngu này không còn nữa trong ta.
nay tâm ta từ bỏ. Lòng tham cái vô thường, lòng sân cái vô thường, ta từ bỏ tham sân. Chúng ta đứng lên trải tâm xả mười phương. Và bao la hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Ta xoay người sang bên phải. Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Ta xoay người sang bên trái. Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Ta quay qua phía sau. Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Chúng ta quay trở lại vị trí lúc đầu. Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta.
Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Ta để xuôi thẳng hai tay, mặt nhìn xuống phía dưới. Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Tâm xã này tỏ rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm xã này tỏ rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la. Đại chúng đọc theo con. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc tự mình thấy rõ sự thật về thân tâm, sự thật về sanh tử, về phiền não khổ đau. Và Ngài cũng tìm thấy lối thoát khỏi khổ đau, lối thoát khỏi sanh tử. Ngài đạt sanh tử tận, Ngài đạt khổ chấm dứt. Vì vậy Ngài được gọi bậc La Hán Chánh Giác, bậc Lậu Tận Chánh Giác. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc trí tuệ đức hạnh được thành tựu viên mãn, được trong sáng tròn đầy, chí đức ngài hoàn hảo, tâm trí ngài sáng trong. Vì vậy ngài được gọi bậc minh hạnh cụ túc, bậc trí đức vẹn toàn. Con thật kính phục ngài, con thật kính ngưỡng ngài, con xin quy phục ngài, con xin đảnh lễ ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thiện nghệ thiện xảo, khéo vượt bốn bậc lưu, khéo vượt bốn đầm lầy, dục hữu kiến vô minh, vượt trầm luân sanh tử, dứt phiền não khổ đau. Vì vậy ngài được gọi bậc thiện thể giải thoát. Con thật kính phục ngài, con thật kính ngưỡng ngài, con xin quy phục ngài, con xin đảnh lễ ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thông giải cuộc sống, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải tham sân si, thông giải tâm cấu uế, thông giải nẻo tái sanh, thông giải đường thoát tử, thông giải lối niết bàn. Vì vậy ngài được gọi là bậc thế gian giải. Con thật kính phục ngài, con thật kính ngưỡng ngài, con xin quy phục ngài, con xin đảnh lễ ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc trí tuệ rộng lớn,
bậc trí tuệ viên thông. Trí tuệ đạt tối thượng. Trí tuệ đạt tột cùng. Không có gì thiếu sót. Không có người cao hơn. Vì vậy Ngài được gọi là bậc vô thượng sĩ, bậc trí tuệ vô thượng, bậc trí tuệ tối thượng. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài hướng dẫn dẫn dắt các bậc trí ở đời. Ngài dẫn dắt điều phục các bậc tâm trung thực, các bậc tâm chánh trực, có chính chắn suy tư, tâm tư không vụ lợi, danh lợi không che mờ, không bất chánh bất minh, trí tuệ không si ám. Vì vậy Ngài được gọi bậc điều phục người trí, bậc điều ngự trưởng phu. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên, bậc thầy của loài người, bậc thầy của thế giới, thế giới trời và người. Học đức hạnh của Ngài, học thiền định của Ngài, học trí tuệ của Ngài, học giải thoát của Ngài, học giải thoát chi kiến mà Ngài đã thành tựu. Vì vậy Ngài được gọi là bậc thiên nhân sư, bậc thầy của trời người. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài.
con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời, tự mình thoát cấu uế, tự mình tẩy sạch tâm. Ngài sanh ra trong đời, Ngài lớn lên trong đời, nhưng Ngài thoát khỏi đời, không bị đời uế nhiễm. Vì vậy Ngài được gọi danh xưng là Đức Phật, bậc giác ngộ giải thoát. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đáng được tôn kính. Ngài được trời tôn kính, Ngài được đời tôn vinh, được thế giới tôn thờ, được lịch sử tôn trọng, được thế gian tôn quý. Vì vậy Ngài được gọi danh xưng Đức Thế Tôn, bậc thế gian tôn kính. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc nói nín đứng đi, tâm không động theo cảnh, tâm không chạy theo trần, chánh giác rõ thế giới, thấy biết rõ cuộc đời, nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nói làm không sai khác,
không mâu thuẫn trước sau. Từ khi Ngài chánh giác đến khi Ngài Niết Bàn, điều gì Ngài tuyên bố không thể có đổi thay? Trước sau tâm tuệ Ngài thanh tịnh và nhất như, vì vậy Ngài được gọi danh xưng Đức Như Lai, bậc tâm tuệ viên thành, nhất như không đổi khác. Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, lậu tận tự chánh giác, trí đức thật tròn đầy, thiện xảo thoát trầm luân, thông giải tâm nhân thế, trí tuệ đạt vô thượng, điều phục bậc trí nhân, thầy của trời và người, thấy và thoát cấu uế, được thế giới tôn vinh, đạt nhất như tâm trí, trước sau không thay đổi, giới định tuệ viên thành, tham sân si diệt tận, phiền não được phá trừ, sanh tử được chấm dứt, Ngài thoát mọi khổ đau. Con thật kính phục Ngài, bậc vô thượng chánh giác, con thật kính ngưỡng Ngài, bậc vô thượng thanh cao, con xin quy phục Ngài, bậc vô thượng thanh tịnh, con xin đảnh lễ Ngài, bậc vô thượng giải thoát. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối,
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Đại chúng nói theo con: Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn. Chúng con xin quy y chánh pháp. Chúng con xin quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn. Chúng con xin quy y chánh pháp. Chúng con xin quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn. Chúng con xin quy y chánh pháp. Chúng con xin quy y chúng tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc. Tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Tâm chân thành cầu mong. Tâm chân thành cầu mong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.